Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu với mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu với mọi người một cái căn nhà mới, rất là mới, vị trí là thuộc đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với cái vị trí của cái căn nhà này, đi ra tới bến xe Mỹ Đình, nó chỉ rơi vào sân vận động Mỹ Đình, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 4 km thôi mọi người nhá. Sau đây xin mời mọi người đi vào cái phía căn nhà cùng em nhá. Đây này, ngõ trước nhà, như mọi người quan sát, ngõ trước nhà là 2m, cách cái trục đường mà ô tô có thể đi lại được nó rơi vào khoảng tầm 150m mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn qua cái căn nhà em Ánh chuẩn bị giới thiệu với mọi người đây. Cái căn nhà này là có một cái lớp, cái sân đằng trước nhà mọi người nhá. Và hai cửa. Đây gọi là, không biết gọi là cổng hay cửa, nhưng mà nói chung là cũng hai lớp cửa. Đây là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện. Và bên trong là cửa nhôm Việt Pháp. Và đây chính là cái khoảng không gian để có thể để xe máy mọi người nhá. Trên này là được làm bằng cái nhựa trong mọi người ạ, ốp nhựa trong để tránh mưa. Mà mọi người hướng vào phía phòng khách của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà đây. Thông số nhà là 32m², hướng nhà là hướng Tây Nam. Và cái giá chào bán là 2 tỷ 100 triệu đồng. Sổ đỏ là 32m, đã đầy đủ về cái giấy tờ pháp lý hợp lệ rồi mọi người nhé. Mọi người có thể quan sát giúp em về cái phần phía phòng khách của ngôi nhà. Toàn bộ cái ngôi nhà này thì là đều được lắp đặt trần thạch cao, cũng như là thiết bị vệ sinh, rồi mọi thứ hoàn chỉnh rồi, đầy đủ xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Thì là với cái căn nhà này thì rất là gần với đại lộ Thăng Long, gần với lại Vin City Tây Mỗ, gần trục đường 70, gần trục đường đi Xăng Nhổn, thuận tiện vào trung tâm Hà Nội theo cái trục đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. 10 phút xe máy đi ra tới Mễ Trì thuộc sân vận động Mỹ Đình và bến xe Mỹ Đình Cầu Giấy mọi người nhé. Đây chính là phía cái căn phòng bếp của ngôi nhà đây. Xin mời mọi người hướng vào cái phía căn phòng bếp cùng em. Cái căn phòng bếp này thì được thiết kế theo cái tông màu sáng rất là phù hợp với lại vợ chồng trẻ tuổi mọi người ạ. Toàn bộ cái tủ bếp đều là màu trắng gỗ thịt và được sơn màu trắng mọi người nhé. Cái vị trí của căn nhà thì nằm được ở cái đường 242 Tây Mỗ, nằm giữa hai khu đô thị lớn là Vin City và Dương Nội mọi người ạ. Rất là gần với lại khu vui chơi Vin Smart City và gần khu Thiên Đường Bảo Sơn, trung tâm thương mại Eamon Hà Đông. Như những cái trung tâm thương mại lớn như thế thì mọi người đã biết rồi. Tầng 1 của ngôi nhà là được thiết kế gồm một phòng vệ sinh nữa, vệ sinh phụ cả nhà đây. Mà mọi người hướng vào phía nhà vệ sinh giùm em. Cái nhà này thì rất là nhiều tiện ích xung quanh, gần với lại chợ Đại Mỗ, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mà mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em nhé. Toàn bộ tay vịn cầu thang mọi người có thể quan sát đều được làm bằng gỗ lim cao cấp. Mặt bậc cổ bậc được lát đá xanh Bình Định. Mà mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của em Ánh nào, xem là cái căn nhà này được thiết kế như thế nào với cái giá chào bán là 2 tỷ 100 triệu đồng thôi. Phía cầu thang là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy cái không khí thoáng vào trong cái khu vực cầu thang mọi người nhé. Trên tầng 2 của căn nhà này được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây chính là phía phòng ngủ đây. Cái phòng ngủ này nó rơi vào khoảng tầm 20 cho đến 22 mét vuông mọi người nhé. Toàn bộ sàn ngủ của cái tầng 2 này là đều được lát sàn gỗ công nghiệp. Đó, mọi người có thể nhìn giúp em. Và cửa thông phòng đây được làm bằng cửa gỗ mọi người nhé. Đó. Cái phòng ngủ này nó có cái cửa mọi người ạ. Cửa mở hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Đấy. Đây, ra thoáng bên ngoài một chút này mọi người ơi. Nói chung là căn này rất là thoáng.
Cái vị trí thì rất là gần với lại các trung tâm thương mại lớn, gần với cái tiện ích đặc biệt là cái Vinsmart City mọi người nhé. Rất là gần chợ, trường học mầm non, tiểu học. Tầng 2 này gồm một phòng vệ sinh nữa mọi người ạ. Đây này, phòng vệ sinh đây, được lắp bệt kê sa, toàn bộ hệ thống sen cây cũng như là ống chờ, bình nóng lạnh, quạt hút mùi. Và toàn bộ đây là đều được lát ốp gạch kích thước là 30-45 lên trên tận trần mọi người nhé. Đó, mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em ánh nhé. Đây, như mọi người quan sát cái cầu thang rất là rộng, không hề bị dốc đâu, cầu thang thoai thoải đi rất là dễ. Trên tầng 3 của cái ngôi nhà này thì được thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên thay thế vào cái vị trí cửa mở đi ra được bên ngoài thì là thiết kế là cửa sổ hai lớp, lớp ngoài là lớp nhôm Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Đầy đủ hệ thống ống chờ, dây chờ điều hòa và áp chờ điều hòa của từng phòng mọi người nhé. Đó, hệ thống đèn LED tiết kiệm điện cũng như là phần sơn đều được thiết kế xong hết rồi. Với cái ngôi nhà này thì mọi người chỉ việc xách vali về và ở thôi. Đây, hệ thống cửa thông phòng đơn giản thôi mọi người ạ. Không màu mè hoa lá nhưng mà cái màu sắc rất là nhãn nhặn, gỗ rất là chắc chắn. Cửa phòng vệ sinh này rất là rộng, rất là rộng mọi người ạ. Tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, gồm một phòng vệ sinh nữa mọi người nhé. Đó, phòng vệ sinh ở trên tầng 3 cũng đầy đủ sen cây, bồn cầu, thiết bị vệ sinh lavabo và ống chờ bình nóng lạnh. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng tiếp theo của ngôi nhà cùng em. Tầng tiếp theo và cũng là tầng cuối cùng mọi người ạ. Đây, mời mọi người hướng vào căn phòng trên tầng cuối cùng, tầng 4. Thêm một phòng nữa. Như vậy thì cái nhà này em ánh quay lên tới tầng 4 là gồm có 3 phòng ngủ mọi người nhé. 3 phòng ngủ rất là rộng. Trên tầng 4 thì không còn lát sàn gỗ nữa, mà thay vào đó là lát gạch 60-60 vân gỗ, giả gỗ nhé. Và tất cả các phòng thì đều đầy đủ cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Tầng 4 của ngôi nhà cũng có phòng vệ sinh mọi người nhé. Đây này. Như vậy thì ngôi nhà này gồm 4 phòng vệ sinh mọi người ạ. 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Rất là đầy đủ những cái tiện ích, những cái công năng. Mời mọi người hướng ra phía bên ngoài nhìn giúp em. Ở phía trên đây chính là khu vực sân phơi mọi người nhé. Những quý khách hàng nào mà có thể theo dõi kênh của em thì có thể cân nhắc với cái diện tích là trên thửa đất 32m2 thì thiết kế như thế nào cho hợp lý, thì em nghĩ đây cũng là một mẫu nhà lý tưởng để quý khách hàng có thể cân nhắc thiết kế xây dựng nhà theo cái ý của mình. Đó, đây chính là cái khu vực sân phơi. Đây, chủ đầu tư để sẵn ống chờ để lắp máy giặt. Khu vực sân phơi ở đây tuy nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mọi người ạ, nhưng mà cũng rất là tiện ích đấy. Bởi vì phơi phóng ở đây khá là hợp lý, nó gần với lại ở trên này, nó ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp xuống cho nên là rất là mau khô quần áo. Điện cũng đầy đủ hết rồi. Như vậy thì em ánh đã giới thiệu gần như là chi tiết và toàn bộ về cái căn nhà này cho mọi người rồi. Em ánh nhắc lại một lần nữa nha. Diện tích là 32m2, hướng nhà là hướng Tây Nam. Giá chào bán là 2 tỷ 100 triệu đồng.
bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Vị trí của cái căn nhà này nằm ở ngõ 242 đường Tây Mỗ thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa và muốn đặt lịch đi xem nhà thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì nhớ like để ủng hộ kênh của em cũng như là đăng ký kênh. Nhớ ấn vào nút chuông để có thể là những vị khách đầu tiên xem được những cái video bất động sản mới nhất của em Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.